Mata mudar, mudar. Vậy, mua gì? 40 lên đi vẫn xa mà. Lên đam mà mình dẫn ra. Lê rừng cho nó nhanh. Người rừng nào? 30 seconds until minions spawn. Tao có lên đội rừng máu đâu. Nó không lên đội rừng mua một cái đó thôi. Làm gì? Bà mà áp đam mày to mày hút máu không hơn thằng ngu. Đúng thứ ngu. Mày ăn Mundo đi không xài mana đi mua đó làm gì? Đánh thì đam to, đánh hút máu nó mới nhiều. Quy mất nửa máu. Quy hồi có nửa máu thằng ngu. Quy với nó mà xong mày hồi được nửa máu nhiều. Mua cái đó trừ khi mày lên tăng. Bật W mày hồi máu lại. Mày đam nhiều con mày hồi máu lại. Còn đây mày lên đam mà mày phải hút máu vậy. Đam khủng thiệt chứ. Trời nào cái gì vậy? Trời nào. Mày đam anh khủng lắm. Mày múa không? Đủ rìu bằng xa rồi. Đợi bên đủ rìu che mát rồi. Mundo. Làm sao Mundo? Bắn mà chết. Bắn đau lắm, để ta lên tiếp. Ăn xong bài chim á. Chứ còn rip đất đâu. Nó bắt lát gì vậy? Đam nó kìa, mình muốn nó mua đam kìa. Không xong rồi. Rồi E rồi chạy đâu? Một chồng. Đẩy ông ta thôi. Đạt. Ủa tôi cắn nó được một cái thôi, cái đấy mình không kịp cắn kịp á. Nhưng mà cắn kịp mình cắn một cái là 100 mấy chục máu, mình hút lại được 2 mấy máu á. Ê, lý xít kìa. Rồi, không có chuối về luôn. Lát. Ôi cái đẹp. Rồi thua. Thôi phải lên về ninja với ma vũ sông kiếm. Mundo enforced corporate policy. Đi xin bên này nè. Được nè. Con quyết mà, nó chưa đủ tốc đánh thôi, đủ tốc đánh thì cái sọ nó giờ. Lên ma vũ đó, lên cái ma vũ tôi xỏ nó đi chó. Ghê quá vậy, lát sớm đi không lát bà. Mundo, king of office. Mundo, an ally has been slain. Cắt vô đi ba. Mundo down. À, chưa đủ mà vũ nữa. Thiếu tí tiền lên ma vũ kìa. Mở. Không đủ tiền lên ma vũ. To thọt quá, pha mình mất máu á. Nó để tao đi đâu. Mắt kiểu gì trời, mấy cắm mắt. Đứng đây nè, để nó. Má chết luôn kìa. Ôi bãi. Và là bật ulti lên chết luôn. Đám to chứ à. Đồ rừng này. Nhà ninja luôn mà chỉ nổi đó. Mình phải lên xíu máu nữa. Lên liều đen đi. Bào giáp nữa. Ảnh xanh đam ảnh to vào lời. Và là nó lên cái này, nó lên cái đấy thì mình khỏi đánh nó đi. Rồi ok. Bảo trụ lẹ. Đập chậu phải đừng nhắc đến. Lẹ làm nó to lắm. Mundo ETPS report. Đồng đam đấy kìa. Nó làm support chứ. Mundo enforced corporate policy. Your turret has been destroyed. Đồng đam là của chúng ta. Và là con Lulu nó ra kịp nó búp rồi. Hên anh 2 đồng đam rồi đó. Tức là vỡ mồm. Tăng 2 đồng đam nữa là đam mẹ bị to rồi đấy. Nãy giờ mày hơn 2 con đồng đam rồi đó. Làm gì nữa đây? À, rồng nước ha, rồng này cho bạn ăn được rồi, mình ăn 2 rồng đam là ghê rồi. Né một cái quỳ, né một cái đời luôn. Về là chơi thế thì thua rồi. Rồi đâu. Xin nhận kìa. Quạt tím kìa, cua kìa, xử cái gì mà xử. Rồi hái cua đi kìa. Nó xăm mà nó không để mục tiêu quan trọng. Mundo cả hóa điên này. Mundo cho điên này. Cần nhiều tiếng ăn luôn. Đi 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 đi. Quét nè, từ từ. Cô đi, cô đi. Đó, hai con rồng đam hốt rồi, tao nó con rồng này cho nó cũng được. Trời ơi, dồn cái chết luôn, chưa kịp lên kiếm răng cưa nữa. Rồi về răng cưa này. Rồi, giết không đi. Lulu cũng chưa có rờ đâu. À có rồi nè, có rồi. Chặt nó chết đi. Hai rồng đam chặt 4 cái thôi. Vừa là hai cái rồng đam. Mà hai rồng đam đam to chứ. Có Baron 360 đấy ra. VL luôn. À, anh lên chị gai nó là anh dí từng thằng anh bữa nha. Your team has destroyed a turret. Win rồi, thua mạng nhưng vẫn win. Thua mạng nhưng mà hơn thế chậm. Tan hang rồng đam quá lợi. Killing spree. Has been slain. Rampage. Mày có xin ra không có, tao bữa chết cậu Lee Sin. Thì này nó ném cái đó chưa? Lee Sin là nó xỉu với tôi rồi đó. Còn mày lóc chúng nó thì giết nó luôn. Giờ đâm to này. Con đi xỏ cái là chết. Từ thế là được rồi, từ từ hẳn xoáy. Ngưng lại là mày quạt ngược lại là được rồi. Thì mày xoáy chi? Đâu còn xoáy, mày xoáy nhìn là biết không xoáy được thằng nào rồi. Né về mà. Và là King of Office Romance. An enemy has been slain. Legendary. Siêu Mundo đây mày cứ sợ hả? Mundo vô cực nè, mày đánh nhau với tao là mày thua chắc, đảm bảo luôn. Không thua đâu, không thua đâu, không bớt năm được đâu, không chết nổi. Tao đắp con muối thuốc máu kinh lắm. Mày nhìn nè, tao chưa bật e mà tao 400 đam mình đó. Vô bạn. Chết quèo, chưa. Lên. Trời ơi, lên máu kịp là sống rồi. Lên máu là sống rồi. Lên máu là sống rồi, trời ơi. Cái dây chuyền trục tội mà giật lên cái là sống rồi. Hết đấy rồi, hết ulti rồi, hết tất cả mọi thứ rồi, không còn cái gì đâu. Không quan tâm chi dân 600 mấy nhưng mà giảm dần, mày hiểu không? Có nghĩa là sắp siêu nó giảm dần thì mày chặn được bao nhiêu nó mới ghi lại, còn mày không chặn mày bật lên thì bây giờ mày bật lên thì nó không tính, mày bật lên mày vẫn siêu nhưng nó dần dần hết, giống như cái máu ảo, của Tom Ken á. Ừ, xem ra đại ca solo Baron thôi, cái này làm phiền quá. Nào ra bật con à. Rít cả năm đó. Đã. Rít cả năm luôn đã. Cả 6, cả 5. ป่ามาทำไมเอาดีเนี่ยchết, ôi nó chết luôn. Tốc đánh vẫn là hơi chậm. Yeah. Đam khủng lắm. Trăm mốt, trăm mốt đam. Cực chiến này khó tiếp cận với gì, làm team này lên đam rồi phải đấu đập được ai đâu. Lên nhá vui win rồi. Giờ tao bừa, tao chạy đâu ai dí được đâu. Giờ tao muốn chạy, tao chạy là khỏi dí, dí bằng niềm. Muốn bằng team mà cái đắp lên, bằng team tăng tốc luôn. Baron tao ăn xong rồi. Team chết hết rồi. Đánh vào điện đó. Chứ có tôi mấy bạn nhoi quá. Cái đầu xanh á. Trời ơi, không có một cái kia. Nó bóp tùm lum lên ti á. Ồ, đồng nam nữa kìa tí ơi. Đồng đam má 500 đam. Tôi chưa bật em mà 525 đam. Máu thấp chắc lên 600 mấy 700. Solo ca cho nó phá. Đâu còn búp đâu, tôi bật ulti lên là xong rồi. Đó, 547 đam, Victor ít có yếu lắm. Vô em tới đây. Ulti lên, cản hộ. Thằng nào cản hộ cái. Này, này, này. Này thì này. Hai cái chạy mà, hai cái búp chạy. Tăng tốc. Đấy tao cứ xỏ cái anh. Rít nè, rít nè. Ui K8, ui hai cái K8 chết rồi. Trời ơi, trời ơi, trời ơi, trời ơi, trời ơi nó đã. Ta nói đã. Xin ra bên hông. Rồi tới bữa nhà thì sao ta. Đó kìa, bà mở nó hẹp chịu thôi. Nó hẹp cái gì đó. Không có gì đó. Chó luôn luôn công à. Cay. merda. Seu Mundo. Mundo nó chậm quá. Sao Mundo lên 600 đam cho em vậy? Nó chậm quá. Bình thường thôi. Rồi thằng này, tao thấy thằng ở mid. Thấy một mục tiêu ở mid rồi. Mundo say you're fired. Đấy, hai mục tiêu luôn. Ôi nó bớt đam chết mèo. Nó giết một nó cũng ai thằng nó giết. Hai thằng nó dọn chết mèo. Vâng. Ôi thua thế, đừng đùa. Không, bỏ là coi chừng thua đấy, đừng đùa. Coi chừng thua. Thôi bán tam hợp lên món tăng đi. Giáp lịch dương lắm, liệt sĩ rồi gì đi. Rượt cho nó thích. Không dám nó bớt kiếm quá. Đi đấy. Thua. Tao mà thằng boss thằng to chia ra để đồ chạy thôi. Tao chạy nhanh lắm. Bán đồ dài luôn rồi. Nó ra cái rồng ngầm tuổi thì mình vô mà đập nhà nó. Đập nhà đi. Kịp đó. DC mất số rồi. DC nó tăng không à? Đó, đâu dễ lắm, to đâu. Biết Victor của anh hả? Đập nó. Đập luôn luôn chứ để cả bà DC cũng có đam không? Má sụp nó hay dữ. Sụp bận hay VL. Ê thua kìa. Nó tới đây rồi nè. À mega rip luôn. Wow. Team bạn luôn luôn mắc level cover luôn á. Đổi dài đi, để dài đi. Bán salary để dài đi. Mẹ mua thuốc cứng cứng rồi. Mấy làm nhà kìa. Đó. nhân gì, quan trọng AD mình yếu, không được bán. Thiết bán đồ lên tăng mấy hồi. Bán vô cực lên giá tâm linh mẹ bánh. Hay nó bắt tao kìa. Chạy. Chạy. Ôi nó vây ghê vậy. Bán đồ lên tăng thôi. Không chơi nữa. Bán đồ lên tăng đéo chơi nữa. Bắt đầu lên tán để chơi nữa. Tin Vũ nghỉ chơi để chơi nữa, nó bắn kinh quá. Nói vô đi. Mẹ rồi AD chết rồi không? Còn hy vọng Victor nè. Ừ, nó xuống hột rồi, mừng quá. Với lại Suraka cover Lee Sin sao có đủ ra. Đúng rồi, chặt nhà nó đi. Nhà nó là của bạn đấy. Nó Suraka cover mà, cái gì lát làm gì á? Nó lát đi kìa. Đến 3 15 giây nữa người gánh tim ra, 15 giây nữa người gánh tim ra rồi. Cái gì à? Cái ca đâu? Ừ em. Rồi thua. Yeah, chúng ta đã thua. Bởi vậy má thì phải bật quá. Thì phải bật quá. Gánh không được thằng Thi. Nó phế gì mà nó phế. Mà thấy anh đi rừng gánh tim không? Mà mày thấy anh đi rừng gánh tim không? Rõ ràng gánh tim mà. 21k8 tiền xanh nhất tim mà mày thấy không? Mày thấy... Thằng Thi nó tạ quá không gánh nổi phải không? Thi nó tạ quá. Ôi nghỉ anh em ơi. Nghỉ đây, nghỉ đây. Quái lồn thanh niên đấu thờ. Thi nó ngu vơ lơ đó. Thì chứ gặp mình mà gặp Mundo đi rừng thế này mà gánh tim thế này là Yasuo tôi 1/5, ý là cam nhằng top mà nó ngu quá. Cam hết với mạng 3-4 mạng liên tục luôn, nó ngu vơ. Thôi nghỉ nha anh em.